Nào, làm một tí để cho tất cả các bố các mẹ ở nhà xem nhá. Nào, bác làm quần ca nhá. Nào, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chúc đại gia đình nhà mình mạnh khỏe, các con công tác tốt nhá. Vâng. Các con cảm ơn các bà nhá. Nào, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Mấy khi con trai trong bộ đội thì mới được nhau, với cả là chúng kia mới gặp nhau chứ còn rồi. Thì không ai lên đây mà gặp nhau cả. Rồi, chúng kia chào Liên Phương đây. Rồi. Vào đây đã nào, xong chưa? Thôi anh cứ tự nhiên đi, em làm một tí video tranh thủ. Anh cứ tự nhiên đi, tí nữa thì nó gặp nhau sao? Ok. Tôi là Hệ Liên Phương. Điện cho người yêu hả? Rồi. Năm nay vào hả? Đây là các gia đình ở trên Trung Nghĩa nhé, lên thăm Tân Vinh. Nào, làm một tí để cho tất cả các bố các mẹ ở nhà xem nhá. Nào, bác làm quần ca nhá. Nào, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chúc đại gia đình nhà mình mạnh khỏe, các con công tác tốt nhá. Các con cảm ơn các bà nhá. Nào, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Mấy khi con trai trong bộ đội thì mới được nhau, với cả là chúng kia mới gặp nhau chứ còn con trai thì không ai lên đây mà gặp nhau cả. Rồi, chúng kia chào Liên Phương đây. Rồi. Vào đây đã nào, xong chưa? Thôi anh cứ tự nhiên đi, em làm một tí video tranh thủ. Anh cứ tự nhiên đi, tí nữa thì nó gặp nhau sao? Ok. Tôi là Hệ Liên Phương. Điện cho người yêu hả? Rồi. Hôm nay vào hả? Đây là các gia đình ở trên Trung Nghĩa nhá, đến thăm Tân Bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồi bác mất rồi đấy. Nhưng mà không sao vẫn đi về. Cáo rồi anh em mình vô lên cái đi mà quay phim của anh chứ đại gia đình nhiều mình đi mời tất cả là con của bà nhá mời tất cả anh em chúng mình nhá mời nhá mời làm Lao, lao một tí để cho tất cả các bố các mẹ ở nhà xem nhá. Lao, bác lao một ca nhá. Lao. 1 2 3. 1 2 3. Yeah.